Các bạn thân mến, ngày hôm nay, Diệu Hiền sẽ kể cho các bạn nghe về một câu chuyện của bà sống lại sau 7 ngày ngưng thở. Và đến nay, vẫn chưa có một lời giải đáp nào cho sự kỳ bí này. Sau đây, xin mời các bạn hãy cùng lắng nghe. Khi trở về tỉnh Bến Tre, chúng tôi thật sự bất ngờ về câu chuyện của bà Phạm Thị Tưởng ở ấp 1, xã Hưng Nhượng, huyện Dòng Trơm, tỉnh Bến Tre. Đã 99 tuổi, có mái tóc dài 3,5 mét, lại từng ngưng thở suốt 7 ngày, rồi sau đó đột nhiên sống lại. Mặc dù đã 99 tuổi, nhưng cụ Tưởng vẫn khỏe mạnh, đi lại không cần dùng đến gậy. Nhắc đến những câu chuyện trong quá khứ thì cụ Tưởng vẫn còn nhớ rất rõ. Cụ kể, năm 9 tuổi trong một lần nằm ngủ, thì cụ Tưởng mơ thấy có một người bảo một thời gian ngắn nữa, bà sẽ phải lên trời. Người trong giấc mơ bảo, nếu cụ vẫn có căn với cuộc sống thì sẽ trở về, nếu không thì sẽ ra đi mãi mãi. Sau đêm mơ đó khoảng chừng 10 ngày, trong khi sức khỏe thì đang bình thường, vẫn chơi đùa với lũ bạn hàng xóm, bỗng nhiên sức khỏe của cô bé Tưởng trở nên yếu ớt, bởi bị ám ảnh bởi giấc mơ và cho rằng đó chính là điềm báo. Cô bé bảo với cha mẹ, con lên trời đây. Nếu 7 ngày sau con không trở về thì hãy làm ma chay. Chỉ mới nói dứt lời, cô bé Tưởng tắt thở. Khi đó cả gia đình cụ rất đau buồn, dù không dám tin lời của con đã nói trước khi chết. Nhưng mọi người trong gia đình vẫn nuôi hy vọng rằng con mình sẽ sống lại nên không làm ma chay. Hồi đó thì cha mẹ cô bé Tưởng đi khắp các chùa chiền để khấn cầu con mình có thể trở về. 7 ngày trôi qua, thấy cô bé Tưởng bắt đầu cử động một cách yếu ớt, mắt dần dần hé mở. Mọi người lúc này vui mừng khôn xiết, cố gắng đút từng thìa cháo cho cô bé ăn. Cụ Tưởng chia sẻ, mình không hề biết gì trong 7 ngày ngưng thở. Trí nhớ của cụ trong suốt 7 ngày đó chỉ là một khoảng trống không. Sau lần chết sộc đó, cô bé Tưởng không thể ăn bất cứ thứ gì liên quan đến động vật. Thức ăn chủ yếu đến nay của cụ là thực vật. Tôi không thể nào ăn sướng được, cứ mỗi lần ăn thịt là tôi lại nôn thốc nôn tháo. Cụ rành rõ chia sẻ. Về già thì cụ Tưởng bên cạnh ăn hoa quả, cụ còn có thể ăn sống mì tôm chay. Cụ không hề cảm thấy cuộc đời của mình là kham khổ. Một điều kỳ lạ nữa là từ sau khi chuyện ngưng thở 7 ngày rồi sống lại, ngoài việc không ăn được thức ăn động vật, thì hễ ai động đến mái tóc hay mái tóc chạm vào nước là đầu của cụ lại bị đau. Ban đầu thì vẫn chưa biết chuyện này, cha mẹ cụ vẫn cho con tắm rửa một cách bình thường. Tuy nhiên thì sau mỗi lần tắm thì họ lại thấy con của mình ốm nặng, phải chừng 10 ngày sau mới khỏi. Sau nhiều lần thế vậy, cha mẹ mới phát hiện những cơn ốm thập tử nhất sinh của con là do động nước. Cũng từ đó bé Tưởng cạch nước luôn. Trên cơ thể của cụ Tưởng chỉ có hai tay và hai chân là có thể tiếp xúc với nước, còn những bộ phận khác thì không. Đã gần 90 năm trôi qua, cụ không hề tắm gội. Hàng ngày, cụ chỉ dùng khăn lau cơ thể và thay quần áo rồi giặt. Nhưng cơ thể của cụ vẫn không hề bị bốc mùi. Cũng chừng đó năm, mái tóc của cụ Tưởng không được cắt. Sau khi hồi sinh, mỗi khi cắt tóc là cụ đau đầu đến mức không chịu được nổi. Đến năm 10 tuổi, mái tóc của cụ bỗng nhiên bết dính lại với nhau. Không được tắm gội, cắt tỉa, nên đến nay mái tóc ấy đã dài 3,5 mét. Để mái tóc không làm ảnh hưởng đến cuộc sống của mình, cụ Tưởng may một túi màu nâu để đựng tóc rồi quấn xung quanh cổ của mình. Chúng tôi ngỏ ý muốn tận mắt chứng kiến mái tóc kỳ lạ của cụ thì bị cụ từ chối và cho rằng đã mấy chục năm rồi, không có ai có thể nhìn thấy mái tóc của tôi. Đến những người bà con cũng không được. Theo lời cụ thì mặc dù sắp bước sang tuổi 100, nhưng mái tóc của cụ chỉ có một vài sợi bạc, còn lại là màu nâu hoặc dẻ. Khi hỏi về bí quyết sống trường thọ mà vẫn khỏe mạnh, cụ tự tốn chia sẻ. Tôi không có bất kỳ bí quyết gì. Có lẽ do tôi không ăn thức ăn động vật mà chỉ ăn thức ăn thực vật và thường xuyên đi lại nên mới có sức khỏe như thế này. Không chỉ thế, tôi vẫn thường đọc kinh Phật để ngẫm về cuộc sống. Theo ông Phạm Văn Lâm, người cháu gọi cụ Tưởng bằng cô ruột 62 tuổi cho biết,
Cụ Tưởng luôn bảo cháu chắc trong nhà phải thường xuyên đọc kinh Phật. Điều cụ dạy con cái không có gì cao xa, mà chỉ bảo cuộc đời chỉ có một chữ không. Cứ lấy chữ không trong kinh Phật mà sống. Bởi con người đến với cuộc đời từ một con số không, và khi trở về cát bụi cũng chỉ là một con số không. Do đó không nên chạy theo danh lợi hay để lòng mọi chuyện. Không suy nghĩ quá nhiều để khiến tâm não không được yên bình. Đến nay, cả gia đình cụ đều theo đạo Phật. Mặc dù không lên chùa để tu, nhưng cháu chắc cụ luôn tâm niệm theo lời dạy của cụ để sống tốt với mọi người. Nhưng ông Tâm thường xuyên ăn chay tịnh, đọc sách Phật. Mặc dù đã bước sang tuổi lục tuần, nhưng nhìn cứ ngỡ chưa tới 50. Không chỉ thế, cụ Tưởng rất khi vui vẻ kể về khoảng thời gian mình vẫn còn trẻ. Lúc bước vào độ trăng tròn thì cụ phải quấn mái tóc lên cổ ra đồng để giúp bố mẹ cấy, cắt lúa. Với tính nết hiền lành, lại xinh đẹp nên cụ có khá nhiều người thanh niên chọc ghẹo và tán tỉnh. Chính cụ cũng không thể nào hiểu được tại sao mỗi lần bị những người thanh niên này chọc ghẹo về chuyện trai gái thì đầu cụ rất đau. Những điều này chỉ kết thúc khi cụ quyết định lên chùa đi tu. Được biết trước đây, cụ tu ở chùa Phước Huệ. Cách đây 2 năm, do nhận thấy mình đã già nên cụ xin trụ trì trở về quê để gia đình thờ phụng Phật. Khi cụ trở về, các Phật tử yêu mến, góp tiền và đã xây cho cụ một ngôi miếu khang trang trong mảnh đất của chính gia đình để cụ tụng kinh. Chính vì vậy, người dân ở địa phương gọi cụ với một cái tên thân thương là cụ Tư Miễu. Mặc dù xin trụ trì chùa Phước Huệ được về gia đình để cháu chắc của mình chăm sóc, nhưng cụ luôn muốn tự làm tất cả mọi chuyện. Đồng thời, do sức khỏe vẫn còn khỏe mạnh, nên việc vệ sinh thân thể, cụ vẫn có thể tự làm mà không cần sự giúp đỡ của người thân. Không chỉ thế, việc cơm nước, thờ phụng, hương khói, cúng bái trong ngôi miếu của mình, cụ đều tự lo cho mình. Tôi không thích phụ thuộc vào mọi người. Dù già, nhưng vẫn còn chút sức lực, nên tôi vẫn tự làm việc. Tôi chỉ chấp nhận ngồi không khi không thể nhúc nhích. Các cháu có việc của các cháu, tôi có việc của tôi. Cụ hóm hỉnh, cười tâm sự. Cụ Tưởng chia sẻ, mình từng được đi rất nhiều nơi như Hà Nội, Huế, Tây Ninh. Mỗi chuyến đi với cụ là cả một niềm vui. Cụ có thể kể hết những nơi mình đã qua, những kỷ niệm có được trong chuyến đi đó. Tuy nhiên, nơi cụ thích đến nhất là Hà Nội, vì ở đó là thủ đô của đất nước. Mỗi lần cụ ra Hà Nội, thì nơi cụ đến nhất là Lăng Chủ tịch. Bên cạnh đó, cụ có thể kể chi tiết từng lăng tẩm ở Huế như thế nào. Cụ Tưởng cho biết, mình rất thích đi leo núi. Cách đây 2 năm, tức 97 tuổi, cụ đã cùng cháu của mình tự leo lên núi ở Tây Ninh để lên thăm chùa Bà. Trong lần đi này, các cháu sợ cụ đã già nên khẩn khoản xin được cõng. Nhưng cụ thì vẫn một mực không đồng ý, leo một mình và cuối cùng cũng được lên tới đỉnh. Quý vị thân mến, trong cuộc sống có những chuyện mà chúng ta không thể nào lý giải được. Và trong những số phát sóng tiếp theo, chúng tôi sẽ tiếp tục gửi đến cho quý vị những mẫu chuyện về tâm linh huyền bí nhất. Quý vị hãy nhớ đón xem nhé. Còn bây giờ, Diệu Huyền xin mến chào và hẹn gặp lại.